Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Enco. Đầu tiên là cô đã để trên cái đường link các bạn vào YouTube. Các bạn vào lại YouTube. Cái YouTube của cô ấy, gõ Nguyễn Phạm Lan Hương vào đây. Và các bạn mở lại cái bài học mà các bạn vừa mới học tức thì xong. Cái bài học số 7 đúng chưa? Ở phía dưới này, nói chung là các bài học cô đều để cái đường link Encore đây này. Các bạn thấy cái đường link đây không? Bạn chỉ việc nhấp chuột vào Media, tức nghĩa là cái đường link này. Cô sẽ hướng dẫn bài học số 7, thêm một ô nhịp và thay đổi hóa biểu. Chúng ta sẽ đi vào hoạt động số 1, thêm một ô nhịp. Đó. Phóng to ra. Bạn có thấy chữ download ở đây không? Thấy chữ download không? Cô nhấp vào download. Nó sẽ tải về trên hệ thống của máy chúng ta. Và chúng ta lúc này chúng ta chọn cái ổ đĩa này. Ở đây cô chọn vào mục download nha. Còn nếu như các bạn máy ở nhà, các bạn có thể chọn ổ đĩa D hoặc ổ đĩa E, một trong hai cái ổ đĩa. Ok chưa? Sau đó bạn nhấp vào Save. Ở đây cô vừa mới để ổ E đúng không? Save. Và cô nhấp vào Start Download. Các bạn đợi nó chạy phần trăm này. Sau đó cô tắt cái này đi nhá, tại vì cô đeo xong rồi cô không cần dùng nó nữa, cô tắt luôn. Bạn thấy chữ Open không? Nhấp vào Open. Nhấp đúp vào cái biểu tượng phần mềm Encore đây này, bạn nhìn thấy chỗ này không? Nhấp vào đúp vào đây, Encore 5.0.3. Này cô đẩy nhầm ấy. Thì cái này các bạn cài cái này lên cũng được, nhưng mà cái phiên bản này chỉ xài được thời gian là nó phá crack, là coi như là chúng ta không xài lại được. Thì tí cô sẽ đẩy một cái 4.3. Cách cài đặt là giống nhau hết nha các bạn. Cách cài đặt phần mềm là giống nhau, chỉ là phiên bản khác thôi. Tí nữa cô sẽ đẩy một cái phiên bản khác lên. Thì các bạn có thể cài cái này không được thì các bạn cài 4 cũng được, cài 5 không được thì cài 4. Được chưa? Đầu tiên phải mở Key lên trước. Các bạn thấy chữ Key ở đây không? Key.txt. Ở đây các bạn để nguyên cái Key đấy rồi các bạn cài đặt. Trước khi Key ấy, các bạn bôi quét một cái dòng Key cho cô này. Các bạn thấy không? Bôi một cái dòng Key. Thấy không? Sau đó bạn nhấn Ctrl C hoặc là kích chuột phải chọn Copy. Thấy không? Để sao chép rồi chúng ta mới cài đặt setup. Cái này nó đang giải nén thôi các bạn, chứ nó chưa cài đâu. Nó đang giải nén ấy. Mới được có 97% thôi. Thấy nó hiện ra cửa sổ và chúng ta nhấp vào Yes. Yes để cài đặt. Giao diện xuất hiện này. Đây là phiên bản 5, nó có dấu hiệu như vậy đó. Next. I accept the agreement. Tôi chấp nhận với tất cả những cái điều khoản trong này. Next. Next tiếp. Next. Thường thường thì chúng ta cứ next thôi, chứ chúng ta cũng ít khi để ý coi nó là cái gì. Lâu lâu nhớ dòm lại xem là chúng ta đang nhấp cái gì là được nhá. Và chúng ta finish là chúng ta đã hoàn thành xong cái quá trình cài đặt. Rồi chúng ta sẽ phải vào Encore 5, phiên bản 5 này. Đây là nó báo là đây chỉ là bản demo thôi. Do cái máy cô bữa trước cài rồi nên nó bị hack một lần rồi, nên là bây giờ nó không có cho cài lại. Hiểu không? Còn nếu như quá trình bạn làm nó sẽ lên bình thường. Lên bình thường sau đó là bạn bỏ cái crack vô là nó hết à. Khi nào nó báo lỗi bạn nhét cái mà cô vừa mới bày các bạn copy dán đây này. Vào là xong. Được chưa? Ủa
bây giờ cô hướng dẫn các bạn cài 4 nhá. Trong máy cô có sẵn phiên bản 4, cô sẽ hướng dẫn các bạn phiên bản 4. Tí nữa cô sẽ đẩy cái bản 4 này lên. Anchor 4.5.3 này. Đầu tiên cô cũng mở y như anh 5 vậy đấy. Nhấp vào Siri. Và cô bôi hết cái phần Ctrl C này. Sau đó là cô set up. Chọn. Yes. Nhấp vào Next. Chọn Yes. Ở đây cái chỗ Siri đây nè, Ctrl V vào đây. Các bạn thấy cái nãy mà cô nói các bạn copy không? Còn cái tên này thì bạn ưng thì bạn đánh, không ưng thì thôi, bỏ qua cũng được. Next. Và chúng ta next cho tới khi nào xong. Cái phiên bản này cài nó dễ chịu hơn rất là nhiều so với phiên bản 5. Tắt hết những cái này đi. Và close. Máy hỏi bạn có khởi động hay không thì tùy bạn, có thể yes hoặc no tùy các bạn nha. Ở đây cô chọn no. Vì máy cô đã cài xong rồi. Được chưa? Thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng như thế này. Bạn hiểu cách cài đặt chưa?